câu hỏi để tham gia chương trình đồng hành cùng phim Giờ Vàng, phim Võ Thần Triệu Tử Long tập 51. Trước câu hỏi của Quốc Thái về phẩm chất của thê tử tương lai, Lưu Bị chỉ cần nữ nhân có phẩm chất gì? Cách thức tham gia: bước 1, trả lời đúng và nhanh nhất bằng cách nhắn tin vào Messenger fanpage của đài. Thời gian nhắn tin ngay từ lúc kết thúc tập phim chứa nội dung có câu trả lời được phát sóng trên kênh TTV11 đến lúc chiếu tập tiếp theo. Cú pháp nhắn tin: câu trả lời khoảng trắng, họ và tên khán giả khoảng trắng, số điện thoại để trả thưởng nếu đạt giải. Bước 2, like bài. Bước 3, chia sẻ bài về trang cá nhân. Chúc các bạn thành công.